Hello, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay buổi tối ngày hôm nay là ngày 26 tháng 3 2019 và bây giờ là hơn 8 giờ tối nha các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu mẫu sản phẩm cũ bên mình đang có tối ngày hôm nay. Nhà mình thì mình không bảo ảo nhá. Mình bên mình là cái gì hết thì mình sẽ bảo là hết, cái này gì còn mình bảo còn. Hoặc là các bạn có thể inbox mình trực tiếp qua Zalo này, qua Facebook hoặc cả trực tiếp cho mình để biết thêm thông tin và chi tiết về máy móc hoặc giá sản phẩm. Có khi nhiều tin nhắn mình chưa trả lời được thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để xem video mình giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Và đây trên tay mình đây là thẻ phần diệt virus BKV. Thẻ này được 1 năm này. Thẻ này 1 năm nhé. Hôm nay mình sẽ buổi tối hôm nay khách nào mua máy nhà mình thì mình sẽ tặng một cái thẻ khách hàng nhé. Thẻ gọi là hàng nhất đấy. Mình sẽ đặt thẻ ngày hôm nay cho các bạn nào đặt hàng trong tối hôm nay nhé. Và đây hôm nay thì mình tiện thể đây mình sẽ giới thiệu luôn sản phẩm cũ mình đang có. Và đầu tiên mình giới thiệu sản phẩm điện thoại cũ bên mình đang có là chiếc Samsung Z5 Prime. Con này là trước còn đẹp 98/9 nhé. Mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng nhé. Con này là RAM 3GB và bộ nhớ 32GB nhé các bạn nhé. Con này pin là rất trâu chứ rất tốt mà hai sim hai sóng nhé các bạn nhé. Mình sẽ để sản phẩm ở đây. Và giới thiệu tiếp theo là mình có hai con Sony Z5. Hai con này cũng RAM 3 bộ nhớ 32GB. Bọn này dùng hàng 99 nhé các bạn nhé. Mình đang bán với giá là hơn 1 triệu nhé các bạn nhé. Để các bạn quan tâm đến sản phẩm nào các bạn có thể inbox cho mình. Bên mình thì có ship 3 miền nhé các bạn nhé. Nên các bạn mua hàng thì mình yên tâm. Ship hàng cho xem hàng và kiểm tra hàng rồi mới lấy máy. Chứ mình không phải là không cho xem hàng. Nên các bạn yên tâm. Và sản phẩm tiếp theo là Samsung Z5 Prime. Z5 Prime hình thức con này 95%. Mình đang bán với giá là 1 triệu 300 nghìn đồng nhé. 1 triệu 300 nghìn đồng nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ là 1 triệu 300 nghìn đồng nhé các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu với các bạn là iPhone 5 nhé. iPhone 5 mình đang bán với hàng đẹp 99. Mình đang bán với giá là 1 triệu 200 nghìn đồng. Và có ship cho anh em ở xa. Và sản phẩm tiếp theo mình đang bán với giá con này là con A5 2016. A5 2016 con này là mình đang bán với giá là hơn 2 triệu các bạn nhé. Hình thức con này đẹp 99% ạ. Và đây sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là Samsung Z7 Pro nhé. Z7 Pro mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Con này thì RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Này con này thì dùng rất là pin rất trâu mà hai sim hay sóng hỗ trợ một thẻ nhớ nhé. Này là Samsung hàng công ty nhé các bạn nhé. Không phải hàng xách tay nhé. Các bạn quan tâm sản phẩm nào có thể là alo cạc trực tiếp cho mình nhé. Và sản phẩm theo mình đây là iPhone 6. iPhone 6 đây mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng. Còn một sản phẩm tiếp theo thì mình giới thiệu các bạn là đây là chiếc Samsung chiếc Oppo con này là A3s. A3s mình đang bán với giá 2 triệu 500 nghìn đồng và có con này là khách mới mua được có 1 tuần các bạn nhé. Còn bảo hành đến gần 12 năm. 11 tháng ấy. Nhầm. 11 tháng nhé các bạn nhé. Và con này là có phụ kiện nó coi như là xịn theo máy nhé. Và sản phẩm tiếp theo là chiếc Oppo A57 mình đang bán với giá là 1 triệu 900 nghìn đồng nhé. Con này là hình thức là RAM 3GB bộ nhớ 32GB nhé. Con này là có cả vân tay nhé. Còn con Oppo này A7s này thì có cả khuôn mặt nhé các bạn nhé. Màn hình là màn hình tay thỏ nhé. Nên các bạn dùng là rất phê, rất sướng. Và sản phẩm tiếp theo mình đang có là 4 chiếc Oppo A37 nhé. Đây, có cả hồng, cả gold. Mình đang bán với giá là hơn 1 triệu nhé các bạn nhé. Đây, Oppo 4 chiếc Oppo A37 neo chín nhé. Và đây là chiếc Oppo F5. Khách vừa mới cắm hết hạn xong mình đang bán với giá hơn 2 triệu đồng nhé. Đây nhé các bạn nhé. Đây là chiếc Oppo F5 mình đang bán với giá hơn 2 triệu đồng nhé. Các bạn đây, khách vừa cắm hết hạn xong chắc là mai là mình bán được thôi. Và đây là chiếc sản phẩm cuối cùng là chiếc Xiaomi Mi 5A. 5A mình đang bán với giá 2 triệu 200 nghìn đồng. Con này là RAM 3GB bộ nhớ 32GB nhé. Mình còn sản phẩm Mi 4 thì 1 triệu 500 nghìn đồng. Còn Mi 3 là 1 triệu 200 nghìn đồng. Sản phẩm là Fullbook nha các bạn nhé. Các bạn quan tâm con sản phẩm nào thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Còn các bạn đăng ký kênh để xem video clip tiếp theo nhé. Và xin chào tất cả các bạn, mình sẽ dừng clip lại tại đây.